Dạ, Hồng Hạnh mến chào khán giả, chào mừng khán giả đã đến với kênh Hồng Hạnh miền Tây nha. Em quay những chiếc xà lan và những chiếc đồ qua lại khán giả cùng xem với em. Đây là một chiếc xà lan của Sài Gòn rất là lớn luôn, chở những thùng hàng container này vừa chạy qua rạch Trầm Kỳ Hôn này các bạn. Qua rạch Trầm Kỳ Hôn này về sông Tiền. Wow, chiếc xà lan này lớn luôn, chiều ngang 5 thùng và chiều dài 5 thùng lớn luôn các bạn, của Sài Gòn để chở hàng cho nên cabin ngồi trước phút sát luôn, có anh tài công ngồi. Thường thường những chiếc Sài Gòn chở những thùng hàng container rất là to luôn á các bạn. Hồng Hạnh miền Tây rất là chân thành cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Hồng Hạnh miền Tây trong thời gian qua, ủng hộ em và em rất là cảm ơn. Và đây là một chiếc xà lan rất lớn luôn nha, đang chạy ngang rạch Trầm Kỳ Hôn này, tuy nhỏ nhưng vào nước lớn thì những chiếc xà lan này rất là nhiều chạy qua lại luôn. Tại vì cũng là tuy rằng rạch Trầm Kỳ Hôn nhỏ nhưng mà cũng là đường huyết mạch lưu thông những chiếc xà lan chở hàng qua lại trên tuyến rạch Trầm Kỳ Hôn này các bạn. Và đây là chiếc xà lan chở hàng khô nè, vừa chạy đến luôn. Và chiếc xà lan này mặn nước 4 mét rất là lớn luôn, của Tiền Giang á các bạn. Những chuyến đò phải đợi những chiếc xà lan qua rồi đò mới qua được nè, đò đang đợi. Xà lan chở hàng, thường thường những chiếc xà lan này chở hàng cabin trước hoặc cabin sau hút sát luôn, rất là nhỏ luôn các bạn, để rộng chở những thùng hàng cho nên cabin rất nhỏ nha. Và đây là hai chuyến đò vừa qua lại là khách rất là đông luôn. Khách đi diễn là chùa Liên Hoa bên xã Sơn Đông ở Tiền Giang miền Tây các bạn, rất là đông vào buổi sáng hôm nay, rất đông vui nha. Những khách đi diễn mẹ Nam Hải nè, mẹ Nam Hải này là lớn nhất Tiền Giang luôn. Các cô chú anh chị và các bạn vừa đi về nè, và một chuyến người là vừa đi diễn mẹ vào buổi trưa, còn buổi sáng các cô chú anh chị đi diễn mẹ sớm là cho nên giờ về, cho nên hai tiếng đi tiếng về cho nên gặp nhau trên đò này rất là đông luôn. Đông kín người luôn các bạn, vào buổi sáng phải nhường với nhau qua lại trên đò này luôn. Đò Trầm Kỳ Hôn này cũng rất là lớn luôn, xe du lịch chúng ta vẫn qua được, nhưng mà hai chiếc đò khi khách đông á đưa rước qua lại hai chuyến đò luôn á, nhưng mà khách vẫn còn đông luôn á, đứng bên đợi bên kia lại rất là đông luôn. Tại vì nay là ngày rằm á các bạn, ngày rằm đi viếng chùa. Và những chiếc xà lan chạy xà lan cát, và phía sau là chiếc xà lan chiếc tàu dầu. Và chiếc tàu dầu rất là đẹp luôn.
chiếc đò này phải đợi những chiếc xà lan qua, đò mới qua được các bạn. Và chiếc tàu dầu chạy vừa qua xà lan khác luôn nè các bạn. Tàu dầu này là của Sài Gòn nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hoành miền Tây, và em xin chào tạm biệt.